báo khí tượng thủy văn quốc gia, đêm nay và ngày mai 6 tháng 7, Bắc Bộ có mưa vừa, mưa vài nơi và mưa to. Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên, đêm ít mưa, ban ngày có nắng nóng và nắng nóng gay gắt. Có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36 đến 39 độ C, có nơi trên 39 độ C. Cảnh báo nắng nóng ở Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới. Khu vực Tây Nguyên trời có mây, mưa rào và mưa dông vài nơi, nhiệt độ thấp nhất là 20 đến 23 độ C, cao nhất là 28 đến 31 độ C. Còn ở Nam Bộ, thời tiết phổ biến có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Trong mưa dông đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh.